Để sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông, công tác kiểm tra giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Mặt trận Tổ quốc các quận trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện một cách nghiêm túc nhằm góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, thật sự là ngày hội của nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Danh sách các ứng cử viên tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được niêm yết công khai tại các quận, huyện. Qua công tác tuyên truyền của cấp ủy Mặt trận Tổ quốc, cho đến thời điểm này, người dân đã hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, cũng như đặt nhiều kỳ vọng vào các ứng cử viên. Tôi rất kỳ vọng là cái quy trình giới thiệu, tiếp xúc, vận động bầu cử qua các cái vòng thì lựa chọn được các cái đại biểu thực sự là vì dân và do dân, tâm huyết với là nhiệm vụ mà được dân giao phó. Những cái tiểu sử của các cái ứng cử viên để bầu vào Quốc hội cũng như là Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân quận cũng được niêm yết công khai. Người dân cũng rất phấn khởi và cũng rất tin tưởng. Hiện tại đang là thời điểm các quận, huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa các ứng cử viên và nhân dân, để các ứng cử viên trình bày các chương trình hành động sau khi trúng cử. Qua cái việc mà tổ chức tiếp xúc giữa các ứng cử viên với cử tri, thì đa phần các cử tri đánh giá rằng là các cái tiêu chuẩn, trình độ của các ứng cử viên lần này là cao. Cái thứ hai là nhiều ứng cử viên đã qua nhiều các cái vị trí công tác, nên chính vì vậy có nhiều cái kiến thức, kinh nghiệm để cho quá trình thực hiện cái nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng Nhân dân tốt nhất. Qua nắm bắt dư luận cũng như là qua nắm bắt cái thông tin từ cơ sở thì thực sự là có kỳ vọng rất nhiều. Kỳ vọng là gì? Là kỳ vọng chính ở cái quyền làm chủ. Các cái ứng cử viên, các cấp mà trúng cử thì sẽ phát huy cái quyền làm chủ, đại diện quyền làm chủ cho nhân dân. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội chính trị lớn của đất nước. Người dân thực hiện quyền làm chủ của mình và trách nhiệm của công dân đối với mỗi lá phiếu để bầu những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.